thì em mới về con đèn này nhá các bác, em giới thiệu cho các bác con đèn này nhá. Đèn sáng đây, sáng rất là sáng luôn nhá các bác, cực kỳ sáng. Mình có thể chỉnh, mình có thể chỉnh cho nó to nhỏ nhá các bác. Mình có thể chỉnh cho nó nhỏ rất là xa luôn, cực kỳ xa luôn đấy. Đó, thấy chưa, xa, đi xa lắm luôn ấy. Đấy, xa nhá, rất là sáng, rất là xa nhá các bác, sáng cực kỳ xa luôn. Đấy, em quay cái giọt sáng đây là từ đây ra đấy là mấy mét nhá, mấy mét đường nhá các bác, cực kỳ xa luôn nhá. Đấy, rất là xa, rất là xa nhá các bác. Đấy, em quay cho các bác xem, tại vì em ở cái này mà ở quê rồi ạ. Đèn này có thể lấy giấy tai nhá, có thể lấy giấy tai, có thể đây em quay xa xa tít xa xơi ngoài kia vẫn thấy đèn đấy các bác. Đấy, xa tít xa khơi ngoài kia vẫn thấy đèn. Mình có thể chỉnh nhá, có thể chỉnh, có thể chỉnh. Đấy, có thể chỉnh đèn to gần sáng nhá, chỉnh, mình có thể chỉnh được, có thể chỉnh thoải mái nhá các bác. Đấy, đèn có mình chỉnh thế nào cũng được, cái giọt sáng chiếu xa đấy, chiếu xa. Được chưa? Các bác mua hàng thì để lại số điện thoại cho em nhé, để lại số điện thoại, hoặc là để lại số điện thoại, hoặc là để nhắn tin cho bên em nhé, nhắn tin cho bên em, bên em sẽ có nhân viên gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bác. Đây ạ, rất là xa đấy, em quay các bác, xa cực kỳ xa luôn đấy. Đây là em không, nhà em đang ở ở phố nên em không dám dọi đi xa, dọi xa sợ bị chửi bị mắng ấy. Đấy nhá, xa răng đến tận nhà bên kia luôn. Các bác thấy chưa? Cực kỳ xa luôn nhá. Ôi nó xa quá. Ôi biết thế em lên thân thượng em quay. Đấy,